Hey, xin chào các bạn. Không như Sài Gòn hay Hà Nội thì đường phố nó cứ chẳng chịt như ô bàn cờ. Người mới đặt chân đến thì dễ bị lạc vào những cái mê trận. Còn đường phố Hải Phòng thì rất là thanh thoát, dễ tìm đối với bất kỳ ai từ xa đến. Đường phố ở đây thì có những cái tên gọi rất là ấn tượng và dân dã. Nó đã đi vào thi ca một cách rất là tự nhiên như hơi thở của cuộc sống. Những bến bính xi măng, cầu rào, cầu đất, lạc viên. Hôm nay thì trên Hải Phòng sẽ dẫn các bạn đi thăm một cái tuyến phố chính của Hải Phòng được đặt tên theo một dòng sông, đó là đường Lạch Tray. Vừa nãy thì chúng ta đi từ phía đường Tô Hiệu đến ngã tư Trại Lính thì chúng ta sẽ rẽ phải và chúng ta sẽ bắt đầu vào đường Lạch Tray. Ngay đầu đường bên phải chính là ban chỉ huy quân sự của thành phố Hải Phòng. Kế tiếp đó là cái công ty VNPT với cái cột truyền phát tín hiệu rất là cao đấy các bạn. Và ngay kế tiếp nó chính là tòa nhà SHP cao 28 tầng. Và ở đây thì cũng có một cái khách sạn gọi là khách sạn MacQ 4 sao. Một đoạn nữa thì các bạn sẽ gặp phải một cái quán khá là nổi tiếng, đó chính là bia Hải Phòng. Và đối diện chéo phía bên bia Hải Phòng ấy chính là chảo lửa Lạch Tray. Đây chính là con tim của người hâm mộ bóng đá Hải Phòng và cũng là sân vận động lớn nhất của thành phố Hải Phòng với sức chứa khoảng 30.000 chỗ và đã được chỉnh sửa lại rất là đẹp rồi. Nếu các bạn có dịp thì các bạn hãy ghé thăm nhé. Nói qua một chút thì đường Lạch Tray thuộc địa phận các phường Cầu Đất, Lạch Tray, Đồng Quốc Bình và Đằng Giang của quận Ngô Quyền. Đường Lạch Tray thì khởi đầu từ ngã tư giao với các đường Lê Lợi, Cầu Đất và Tô Hiệu, chạy dài cắt qua đường Nguyễn Bình Khiêm và kết thúc tại vòng xuyến chỗ chân cầu đường Thiên Lôi, Ngô Gia Tự và Phạm Văn Đồng 2. Thì ở phía cuối đường thì cầu rào 1 đang sửa chữa các bạn ạ, lát nữa chúng ta sẽ ghé qua. Đường Lạch Tray thì có chiều dài khoảng 2,8 km. Đi tiếp một chút thì chúng ta sẽ gặp khách sạn Nam Cường, một trong những cái biểu tượng về khách sạn của Hải Phòng từ những ngày rất là xa xưa rồi, với tiêu chuẩn 4 sao, nằm cạnh ngay Hồ Quần Ngựa hay còn gọi là Cung Văn hóa Thanh Liên. Ở phía bên tay trái các bạn có thể nhìn thấy đây chính là một cái giải đã được giải tỏa và làm rất là đẹp thuộc phía Cung Văn hóa Lao động Việt Tiệp. Thì trong Cung Văn hóa Lao động Việt Tiệp thì có tượng thờ Nguyễn Đức Cảnh các bạn ạ, rất là nổi tiếng. Thì nơi đây là diễn ra những cái cuộc họp quan trọng của thành phố cũng như là tổ chức các cái chương trình lễ hội ở bên ngoài trời với cái quảng trường rất là rộng. Kế bên là con đường đi vào Hồ An Biên hay còn gọi là Hồ Quần Ngựa. Và nằm giữa hai cái con đường đi vào trong Hồ Quần Ngựa chính là Đài Liệt Sĩ của thành phố Hải Phòng. Nơi đây thì tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì cái cuộc chiến bảo vệ đất nước của thành phố Hải Phòng. Phía đối diện Đài Liệt Sĩ một chút thì các bạn có thể nhìn thấy là nhà thờ. Nhà thờ, một trong những ngôi nhà thờ khá là cổ và nổi tiếng ở trên đường Lạch Tray. Bên tay phải các bạn chính là nhà sách Tiền Phong, rất là nổi tiếng, và cạnh đó chính là Cung Thiếu Nhi, nơi đào tạo ươm mầm những cái thế hệ trẻ em về nghệ thuật như của thành phố Hải Phòng, như là múa, hát, rồi ca nhạc, võ thuật, rất là nổi tiếng rồi. Trong Cung Thiếu Nhi thì có một cái khu vui chơi giải trí khá là nổi tiếng mới được hình thành, cũng như là sân vận động, sân bóng mini cỏ nhân tạo đấy các bạn. Thưa các bạn, khu vực này thì gần đến ngã tư quán Bà Mau. Thì khu vực này thì hai bên đường chủ yếu là các cái cửa hàng bán điện thoại và các dịch vụ cầm đồ. Thì ngã tư quán Bà Mau là một trong ngã tư khá là nổi tiếng của thành phố Hải Phòng. Nơi đây ngày xưa chính là một cái khu ăn chơi trác táng bậc nhất của Hải Phòng đấy các bạn. Thì ngã tư quán Bà Mau thì có phía bên tay phải các bạn là rẽ vào đường Đình Đông, phía bên tay trái là sẽ rẽ vào khu An Đà, đường An Đà, Đông Khê. Ở đây thì có một cái khu đô thị là ICC, một trong khu đô thị có thể nói là khá là đẹp nhưng khá là kín đáo vì nó chưa thông tuyến ra phía đường Hồ Sen Cầu Rào 2. Và chắc chắn là trong một thời gian sắp tới thì tuyến đường này sẽ đi xuyên qua khu đô thị ICC và kết nối giữa ngã tư quán Bà Mau và đường Hồ Sen Cầu Rào 2 thì nó khá là tuyệt vời các bạn ạ.
Sau khi chúng ta vượt qua cái ngã tư quán Bà Mau cũng khá là nổi tiếng rồi, thì phía bên tay phải các bạn sẽ nhìn thấy một trong những cái địa điểm khá là nổi tiếng, đó là cái công ty ô tô Toyota. Và chúng ta sẽ đi tiếp đến cái cầu vượt Lạch Tray. Thưa các bạn, phía trước mặt các bạn chính là khu vực cầu vượt Lạch Tray, một trong những điểm nút giao thông khá là quan trọng của thành phố Hải Phòng. Thưa các bạn, thì vừa qua cầu vượt Lạch Tray, đấy các bạn có thể nhìn thấy cầu vượt Lạch Tray ấy, rất là hoành tráng, kết nối con đường Nguyễn Văn Linh và Nguyễn Bình Khiêm, thì chúng ta sẽ thấy ngay cái trung tâm tổ chức tiệc cưới Đại Lộc. Đây là cái trung tâm tổ chức tiệc cưới khá là lớn ở thành phố Hải Phòng. Đối diện là tòa nhà H4 của khu chung cư Đồng Quốc Bình của tập đoàn Hoàng Huy. Thì khu chung cư này thì bao gồm 4 tòa, tòa H3, H4 đã đi vào sử dụng rồi. Tòa H1, H2 phía trong thì đang thi công cũng gần được hoàn thiện. Một chút thông tin về con sông Lạch Tray, khi mà chúng ta đã biết là con sông Lạch Tray đã được đặt tên cho cái con đường này. Thì sông Lạch Tray là một cái nhánh tách ra từ sông Văn Ốc, có chiều dài khoảng 46 km, là cái tuyến đường thủy ngắn nhất và đặc biệt quan trọng nối liền cảng Hải Phòng với các tỉnh Hải Dương, Hưng Yên và Thái Bình, Nam Định. Thưa các bạn, phía này chính là cái ngã tư giao cắt giữa đường Nguyễn Bình và đường Lạch Tray. Thì đây là một cái ngã tư cũng khá là lâu đời rồi. Tuy nhiên thì bây giờ nếu các bạn đi xa quê lâu ngày thì các bạn về các bạn cũng khó nhận ra. Phía bên trái các bạn thì vẫn là rẽ vào đường Nguyễn Bình và kết nối với đường Văn Cao. Còn phía bên phải các bạn có thể nhìn thấy cái tuyến đường này nó cũng khá là khang trang rộng rãi. Vì phía bên trong là cái trường chính trị Tô Hiệu và bộ mặt rất là quan trọng của thành phố Hải Phòng, đó là đài truyền hình Hải Phòng. Phía bên đường này thì cũng có một cái nối vào của ký túc xá Đại học Hàng Hải. Còn đi tiếp thì cái xuyên qua khu vực Quán Nam thì cái con đường nó vẫn còn nhỏ. Nhưng mà đặc biệt quan trọng ở đây có hai cái cơ quan quan trọng là Đài Truyền hình Hải Phòng và Trường Chính trị Tô Hiệu. Đi qua cái ngã tư này thì chúng ta sẽ thấy cổng trường Đại học Hàng Hải. Thì trường Đại học Hàng Hải là trường trọng điểm quốc gia, đẳng cấp quốc tế, đào tạo khá là đa ngành, đa bậc học từ đào tạo nghề cho đến tiến sĩ. Trường thì chia được thành hai khu vực. Chúng ta vừa đi qua là khu vực A, hay còn gọi là khu vực hiệu bộ. Đối diện với khu A của Đại học Hoàng Hải chính là Bệnh viện Đại học Y và Đại học Y luôn. Hồi trước thì Đại học Y nằm ở đây. Thì Bệnh viện Đại học Y là một trong bệnh viện lớn của thành phố Hải Phòng, đã có rất nhiều những thành tựu trong công tác đào tạo, nghiên cứu và chăm sóc sức khỏe cho người dân. Ở phía bên này thì các bạn có thể nhìn thấy chính là cái tổng công ty vận tải biển Việt Nam Vosco, một trong những cái biểu tượng về sự giàu sang của thành phố Hải Phòng đây. Đường Lạch Tray thì là một cái tuyến đường kiểu mẫu, cửa ngõ của thành phố Hải Phòng, với hệ thống cơ sở tầng trên đường cực kỳ phát triển, có nhiều nhà hàng, khách sạn 5 sao, dân cư tập trung với mật độ rất là đông đúc, nằm rải rác hai bên đường, còn có các cái trường học như là trường Hàng Hải, bệnh viện, Đại học Y, các cái khu vui chơi của cung thiếu nhi này, cung lao động Việt Tiệp này, rồi các cái khu chung cư cao cấp, nó đáp ứng tối ưu được các cái nhu cầu đời sống của người dân. Trên đường thì còn có rất nhiều trụ sở văn phòng hành chính quan trọng của thành phố Hải Phòng. Một chút thông tin về con sông Lạch Tray, khi mà chúng ta đã biết là con sông Lạch Tray đã được đặt tên cho cái con đường này. Thì sông Lạch Tray là một cái nhánh tách ra từ sông Văn Ốc, có chiều dài khoảng 46 km, là cái tuyến đường thủy ngắn nhất và đặc biệt quan trọng nối liền cảng Hải Phòng với các... Phía bên tay trái các bạn đang nhìn thấy chính là cái tòa nhà của ngân hàng Vietcombank, cũng mới được xây dựng bên cạnh cái khách sạn Việt 4 mùa. Còn đây là cái ngã tư khá là mới giao dưới đường Vũ Trọng Khánh. Phía bên tay trái các bạn, đường Vũ Trọng Khánh sẽ đi xuyên qua Văn Cao. Còn phía bên tay phải các bạn thì sẽ đi qua Hồ Cây Na và sang đường Thiên Lôi.
Còn đi qua chỗ này một chút thì các bạn sẽ nhìn thấy đây là khu B của trường Đại học Hàng Hải. Ở đây thì cũng có một cái ngôi trường cấp 3 là trường cấp 3 Hàng Hải. Rất là đông đúc vào giờ tan tầm khi mà các bạn học sinh, sinh viên đi học về. Thì khu vực này đang được giải tỏa để chuẩn bị xây dựng cây cầu giáo 1 đấy các bạn nhé. Đường Lạch Tray thì là một cái tuyến đường kiểu mẫu cửa ngõ của thành phố Hải Phòng, với hệ thống cơ sở tầng trên đường cực kỳ phát triển, có nhiều nhà hàng, khách sạn 5 sao, dân cư tập trung với mật độ rất là đông đúc, nằm rải rác hai bên đường còn có các cái trường học như là trường Hàng Hải, bệnh viện, đại học y, các cái khu vui chơi của cung thiếu nhi này, cung lao động Việt Tiệp này, rồi các cái khu chung cư cao cấp, nó đáp ứng tối ưu được các cái nhu cầu đời sống của người dân. Trên đường thì còn có rất nhiều trụ sở văn phòng hành chính quan trọng của thành phố Hải Phòng như là Sở Công Thương. Cuối con đường Lạch Tray hiện tại thì đang phá dỡ rất là ngổn ngang để giải phóng mặt bằng thi công cái công trình cầu rào 1 bắc qua sông Lạch Tray nối với tuyến đường Phạm Văn Đồng xuống Đồ Sơn, Dương Kinh rồi đi ra đường cao tốc Hải Phòng Hà Nội cũng như là đi ra cao tốc Quảng Ninh. Và đến đây thì chúng tôi đã kết thúc cái video giới thiệu cho các bạn về cái tuyến đường Lạch Tray. Nếu các bạn muốn chúng tôi quay thêm những cái tuyến đường nào thì các bạn hãy đừng quên comment xuống bên dưới và hãy subscribe đăng ký kênh YouTube của Trinh Hải Phòng nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.